Tâu Đức Vua, quân địch đã rút lui tháo chạy rồi. Chúng ta có tiến đánh thành luôn không ạ? Tất nhiên rồi, chúng ta phải chớp ngay cơ hội chiếm thành. Nhất định ta phải... Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ. Con không kịp về với mẹ. Con xin lỗi. Muôn Tâu Đức Vua, chúng thần đang đợi lệnh của Đức Vua. Hãy xông lên chiếm thành ngay. Xông lên! Bệ hạ! Bệ hạ! Người sao vậy ạ? Sao vậy thần y? Để ta cho người gọi tất cả các thần y trong tất cả các nước lân bang. Haylin, quay lại đây. Có thần đây thưa bệ hạ. Thôi, đừng cố gọi ngự y làm gì nữa. Cơ thể ta, ta biết rõ. Bao tập hợp tất cả tướng sĩ lại đây. Ta có điều muốn căn dặn. Thần xin tuân lệnh. Thưa Đức Vua, thấy ta đang mạnh, thiên hạ đang rung. Chỉ cần người ra lệnh, thần sẽ lập tức đem quân tiếp tục chinh phạt. Thôi, không cần nữa. Chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu. Mau đổ nhiều quá rồi. Mà sao giờ ta mới nhận ra điều đó? Này, ta sắp rời bỏ thế gian này. Mới ngộ ra thì... Ta có ba điều nguyện ước. Các ngươi hãy ráng thực hiện giúp ta. Muôn Tâu bệ hạ, xin người cứ nói. Chúng thần dù có phải nhảy vào lửa cũng nhất định thực hiện theo ý người. Ước nguyện thứ nhất, ta muốn quan tài của ta được chính các ngự y giỏi nhất khiêng về nơi nghĩa địa. Thứ hai, tất cả vàng bạc châu báu của ta hãy rải trên suốt dọc đường đưa ta ra nghĩa địa. Cuối cùng, ta muốn đôi bàn tay của ta được để lắc lư, đông đưa, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy. Thưa Đức Vua, chúng thần sẽ làm đúng chỉ dụ của người. Nhưng xin người cho chúng thần biết, tại sao người lại muốn chúng thần làm như vậy ạ? Ta muốn mọi người hiểu được những điều thật đơn giản mà ta mới nghiệm ra. Muốn chính các vị ngự y giỏi nhất khiêng quan tài, để họ hiểu rằng cần phải biết trân trọng cuộc sống của mình. Đó là tài sản vô giá. Bởi một khi đã có bệnh tật thì dẫu là vua chúa thì cũng không có ngự y nào dù tài giỏi nhất có thể cứu nổi. Còn mong ước thứ hai, ta muốn châu báu của ta được rải khắp trên mặt đất là để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản gom góp được trên thế gian này khi chết đi sẽ chẳng ý nghĩa gì. Của thế gian phải trả lại thế gian. Vì vậy, chứ có bãi mê tích góp nhiều tiền của, càng không được dơ vét cướp không của thiên hạ. Còn cuối cùng, ta muốn bàn tay của ta đông đưa bên ngoài, để ai cũng thấy rằng con người đến với thế gian này với hai bàn tay trắng, khi rời khỏi nó cũng chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi. Do vậy, hãy luôn yêu thương bệ hạ.